cái ông mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Le đó vẫn quyết định không trả 200 đô cho chị Bích Trâm. Mà tao nói nghe nè, nghệ sĩ ưu tú mà hả nói là giờ sự nghiệp hả lừng lẫy có kinh doanh đồ mà 200 đô không trả cho anh ta, trong khi người ta lên người ta đòi vậy. Mà nói nghe nè, bên phía của Hồng Loan phải không, bên kia chỉ cần đăng lên mà kiểu đăng lên như vậy cái là Hồng Loan người ta vì lòng tự trọng ta trả hết. Mỹ Mỹ thấy 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 đăng lên nhắc nhắc là Mỹ Mỹ trả, đăng lên cái là Mỹ Mỹ trả, đăng lên cái Hồng Loan trả, còn này người ta lên người ta đòi công khai như vậy. Chị Bích Trâm đưa số tài khoản luôn mà không trả cho anh ta có 200 đô hoặc có 5 triệu hả. Cái bà le le đó bà kia bà sang lắm, bà nói trời ơi hả 200 đô nhầm nhỏ gì rồi này nọ rồi sao không trả cho anh ta đi mẹ. Mẹ le le mẹ nói dạo này á hả giống như kiểu bà nói là chuyện của Vũ Le bây giờ là chuyện của bà, Vũ Le bây giờ là chuyện của bà, tuy hai mà một, tuy một mà hai, trời ơi là trời, tuy hai mà một, tuy một mà hai, đưa cái giấy ấy ra đi mẹ, đưa cái giấy đính hôn kết hôn ra đi má, đưa cái giấy kết hôn ra đi rồi nói chuyện bà ơi. Chứ bây giờ á chuyện của Vũ Le là chuyện của Le Le, trời ơi tuy một mà hai, tuy hai mà một, rồi bây giờ tính là quyết định hết luôn hả má, quyết định vậy thôi trả thay 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 mặt bạn trai trả cho chị Bích Trâm 200 đô, sao nói rủ người ta ra phi, nói rủ người ta ra phi mà người ta đưa 200 đô nhận 200 đô vậy má, rồi kia vô đưa cho cái bà bíp có thật sự đưa không, có hình ảnh gì không, có camera không, chích lục lại trong nhà bíp thế nào cũng có camera hà, không lẽ cái resort vậy mà không có camera trong nhà bíp rồi đó, phải có camera để coi thử coi người ta có ăn dụng đồ không, đúng không mọi người, chích lục lại đề nghị chích lục lại camera vào cái ngày đó đó mọi người, ngày mấy đó, ngày mấy đó đăng lên coi thử coi có thật sự đem vô đưa 200 đô cho bà nhà bếp hay không, đưa lên đi để cho cộng đồng mạng người ta tâm phục khẩu phục, đưa lên đăng lên cho cộng đồng mạng người ta tâm phục khẩu phục, đưa cho bà nhà bếp nào, trời ơi đăng lên đi má. Trong trong nhà bếp là thế nào cũng có ha, phải có camera để coi thử coi là nhân viên nhà bếp có làm đúng quy trình hay không, rồi có đảm bảo an toàn vệ sinh đồ hay không, nó đúng không, đúng không mọi người, rồi coi thử coi nhân viên lỡ mà trong quá trình làm rồi họ có ăn đồ hay không hay thế này thế kia đồ đó, rồi đi vô đưa đưa cho bà nhà bếp, đưa cho bà nào đăng lên, đưa đăng lên 200 đô như vậy mới thuyết phục. Còn nếu như không thì bây giờ trả cho người ta, trả 200 đô cho chị Bích Trâm, trời ơi là trời, giàu có quá trời luôn hả, mà nghệ sĩ rồi mà có 200 đô mà không chịu trả cho em gái để người ta đòi hoài, trời ơi gặp tôi nha, tôi mà có lòng tự trọng là tôi nghe đòi vậy là tôi trả liền, tôi trả liền chứ sao tôi nhận là vậy trời, tại vì thứ nhất là mình hứa là free hết lo hết, tụi em ra chơi đi, tụi em ra chơi đi, rồi xong rồi anh lo hết mà tự dưng ta đưa 200 đô cái lấy 200 đô, nhưng mà cái vấn đề ở đây là 200 đô ngay, nhưng mà sau đó chị Bích Trâm tức là tức cái này nè, là theo chị Bích Trâm nói là cái bà kia bà nói là tụi em ghe chị bao hết, chị lo hết đó mới là vấn đề, chứ ví dụ như mà cái đó là của ổng đi, của ổng đi mà ổng kêu là ổng phi đi, nhưng mà chị Bích Trâm ngại chị Bích Trâm đưa đó là bình thường, tại vì ngại đưa không sao, gia đình chị Bích Trâm đi nhiều đưa không sao, nhưng mà cái vấn đề ở đây là chị Bích Trâm nói á, là cái bà kia bả nói á, là bả là cái giống như kiểu mà chủ cái khu đó, rồi bả nói là chị phi hết cho em thì đã mang tiếng là bà phi với cái bà kia rồi, thì mắc mớ gì phải tốn 200 đô, nếu như mà tôi tốn 200 đô thì đâu có phi cho tôi, bây giờ tôi đã mang tiếng là tôi nợ cái chị kia, tôi nợ cái chị kia một cái chầu phi như vậy mà tôi lại tốn 200 đô, thì chị Bích Trâm mới bức xúc mới đòi 200 đô, chứ chị Bích Trâm cũng đâu có rảnh 200 đô đối với chị Bích Trâm cũng đâu có là gì, chứ đâu phải là đối với bà le le là nó nhỏ, đối với chị Bích Trâm nó cũng nhỏ lắm má. Chị Bích Trâm bà mới mua nhà đó, bà mới mua nhà bà cho thuê mà không biết có ai thuê chưa kìa, ai chưa có nhà lại thuê kìa,
Chị Bích Trâm bà mới mua nhà đó, mua nhà mà nhà nhiều quá không có chỗ để ở, ở giống như kiểu mà nhà nhiều quá ở không hết, mới cho thuê. Má nào mà không có nhà ở đó đi qua thuê đi, bà cho đi thuê rẻ lắm. Trời ơi là trời, bà làm gì có một mình bà giàu có vậy. Trâm ơi là Trâm, mày hả bán dầu gió, mày cái con bán dầu gió. Người ta bán dầu gió miễn sao chất lượng được rồi má, mà dầu gió của Mỹ nó cũng ok la lắm, em cũng bán dầu gió nè mẹ. Mẹ mẹ ơi, mẹ đi a giùm con đi mẹ. Mẹ ơi, con có bán dầu gió nè mẹ, má nào mà mua dầu gió ủng hộ Chí Cảnh nha, Chí Cảnh là hoàng tử dầu gió. Chí Cảnh là hoàng tử dầu gió nè, đây nè. Dầu của Mỹ bị ế, coi như là bị ế. Bây giờ là Facebook của Chí Cảnh nó mới vừa lập bị bay nữa rồi. Mới vừa lập bị bay nữa rồi, mọi người bây giờ chắc là ghét quá không thèm xài Facebook luôn á mọi người, tại vì mới lập xong bị bao nữa rồi. Mới vừa lập xong được gần 20.000 người đăng ký rồi xong rồi cái hả bay tiếp nữa rồi. Trời ơi là trời, mới vừa lập tức thì hả? Ủa lập cũng bữa giờ cũng lâu rồi nhưng mà hả cái trang đó là trang phụ rồi giờ bay rồi. Bay rồi không biết bây giờ làm sao luôn đó. Facebook sao chán đời thiệt luôn mọi người, nó làm sao đâu á. Cho nên là thôi bây giờ không xài Facebook nữa, mọi người tập trung qua YouTube hết cho tôi đi. Tôi chán đời quá à. Còn bây giờ là ai mà bên Facebook quá hả mà muốn lấy clip của Chí Cảnh cứ lấy thoải mái đi. Bây giờ Chí Cảnh không thèm đăng Facebook nữa, chán quá rồi, quá mệt mỏi rồi. Trời ơi là trời, cái gì vậy, hễ có tiền cái là muốn làm gì làm là vậy đó hả. Mới vừa tạo cái Facebook 20 mấy ngàn người rồi bây giờ bị bay nữa rồi. Quá mệt mỏi, quá chán nản rồi. Cho nên là mọi người ơi, mua ủng hộ Chí Cảnh đi mọi người. Dầu xanh 250 giảm xuống còn 180 nha. Dầu xanh nè, bị cái bà kia bà bơm cả đống đây nè. Trời ơi là trời, bà về bà kia bà đặt 10 lố rồi bây giờ không gọi điện, không liên lạc được. Tức quá trời tức luôn rồi. 180 một chai. Tôi cũng bán dầu gió nè, rồi bán dầu gió là sao hả? Mày chỉ là một cái con bán dầu gió thôi mà Trâm. Trời ơi là trời, má ơi má làm như là má sang lắm vậy. Rồi cái má bán cái gì, má bán cái gì, má bán á hả, má bán hả mười mấy triệu, 18 triệu giảm xuống còn 2.6 triệu, như vậy thì đã ok chưa. Bán cái kiểu gì vậy, 18 triệu thì để 18 triệu luôn đi, tự nhiên là giảm cái gì mà giảm kinh khủng với mẹ, giảm cái gì mà 18 triệu giảm xuống còn 2.6 triệu. Cái người ta hỏi sao mà giảm nhiều vậy chị, nói tới doanh nghiệp là đi xa nha. Trời ơi là trời, lên bán hàng mà 18 triệu giảm xuống còn 2.6 triệu thì người ta nói ủa sao giảm nhiều vậy, người ta hỏi giảm nhiều vậy rồi tự dưng nói tới doanh nghiệp gì, ai nói gì tới bà mà doanh nghiệp, có ai nói về chất lượng của bà chưa, người ta đâu có chê chất lượng của bà, người ta đâu có nói là xài kem của bà như thế này thế kia. Cái con thủy đó, có nhớ cái con thủy le le không, nó vô nó chê mỹ phẩm Hồng Loan, nó chê quá trời quá đất mà người ta còn chưa mà nói tới nó nữa. Còn mỹ phẩm của bà có bữa giờ có ai mà nói về mỹ phẩm của bà là thế này thế kia đâu, người ta không có nói, mà người ta chỉ có thắc mắc là tại sao bà lại giảm quá nhiều như vậy. Giờ người ta lo lắng cho bà, người ta sợ là bà sẽ bị lỗ đó, người ta sợ bà bị lỗ, người ta thấy gì người ta mới nói doanh nghiệp doanh ơn gì. Trời ơi là trời, doanh nghiệp đồ ai mà nói gì tới doanh nghiệp của bà. Bà làm bà quát lên đi rồi để người ta vô người ta kiểm tra luôn cho nó rõ ràng, kiểm tra luôn cho nó rõ ràng đó, kiểm tra luôn cho nó rõ ràng coi niêm yết đồ này nọ giá cả đồ đó cho nó ok không. Trời ơi là trời, má ơi là má, thấy mệt mỏi ghê luôn đó. Nói nghe nè, nếu như mà bây giờ bà nói chuyện của Vũ Le là chuyện của bà đúng không, bà trả đi, bà đại diện cho ổng trả 200 đô, trả cho chị Bích Trâm 200 đô, có 200 đô thôi mà, mình sang quá mà, mình đi làm từ thiện mình cho bao nhiêu, mấy chục triệu, tôi đi làm từ thiện cho mấy chục triệu, cho mấy chục triệu được mà có 5 triệu hả, có 5 triệu, 200 đô chừng 5 triệu hả, thì trả cho anh ta, người ta đã lên tiếng như vậy rồi thì trả cho người ta đi, chứ làm anh gì kỳ vậy, kêu nói là phim mình ta đưa 200 có làm cái rẹt liền. Rồi mà cái vấn đề ở đây là ví dụ như ổng là chủ cả đồ đó thì thôi ok không sao, đi đông thì ngại quá trả. Còn bây giờ là cái bà kia bà nói là chị phi cho tụi em đồ thì đã lỡ mang tiếng với bà kia rồi mà tự dưng tôi lại tốn tiền là sao, không có hợp lý. Rồi tiếp tục nè, ngày hôm qua bà lên cái bài đặt bà đòi kiện chị đi, bà đòi kiện chị đi là tại vì những cái lời nói của chị đi làm cho ảnh hưởng tới con bà,
mà thấy bà hay đem con mình ra quá ha. Cái lúc mà lên mà cái miệng của bà ra rả thì lúc đó sao không nhớ tới con? Cái lúc mà cái miệng của bà gào lên đó ha, bà nói người này nói người kia đó sao không nhớ tới con mình? Cái hễ mà ai nói tới mình cái ảnh hưởng tới con mình, cái kỳ vậy má? Cái gì kỳ vậy? Hở cái đem con ra với hồi xưa cái trang trang mắm tôm á, nói tới bà cũng đem con ra, bà đòi kiện đòi thưa, rồi ai nói tới cũng đem con ra, rồi tự nhiên chuyện đi nói cái đem con ra, trời con tôi bị ấy ấy, con tôi không đi học được, con tôi thế này thế kia, bạn bè nó nói, mà trong khi con mình học trường quốc tế nó không có liên quan gì trơn, nó không có đọc báo tiếng Việt, rồi nó không có quan tâm gì trơn. Với lại hả, nó bà đó hả, ở trên mạng xã hội bà bao nhiêu drama rồi, bà bao nhiêu drama rồi, mà tôi thấy con bà nó cũng không có quan tâm tới mấy cái vụ mà mạng xã hội rồi nữa, nó phải quen với cái đó, tại vì bà là một người mà ngồi trên đó bao nhiêu lâu nay rồi. Ở cái kiện tôi kiện gì con tôi, tôi kiện gì con tôi, ai đụng tới con, làm như con mình bà có con vậy. Ủa ở Việt Nam có mình bà có con hả? Có mình bà biết con bà hả? Rồi con ta là sao? Ngày xưa bà nói con dê đó, rồi con nó là sao? Ngày xưa đó bà lên bà nói người này nói người kia, nói ca sĩ Phi Nhung rồi đó, rồi con của anh ta sao? Rồi bà nói người này nói người kia đó, rồi con của anh ta sao mẹ? Bà chỉ biết con bà không à, con mình bà có con hả? Anh ta cũng có con gì má? Bà nói con dê, rồi bà lên bà vẽ cái con dê trên cái miệng của bà đó, rồi lỡ mà con của con dê nó thấy vậy, rồi nó thấy có bà nào giống má nó quá, rồi nó phân vân, nó không biết ai là má nó, ai má ruột, ai má nuôi, rồi nó bối rối, rồi nó nghỉ học rồi sao? Con mình bà biết con bà thôi hả? Bà lên bà cũng dĩa con dê đó, con dê đụng chạm gì tới bà? Con dê đụng chạm gì tới bà? Rồi xong bà cũng lên bà nói người ta, bà dĩa ơ đồ bà làm vậy. Rồi lỡ mà con của cái con dê nó thấy có một cái bà nào mà sao mà giống má nó quá, cũng có con dê y vậy, rồi nó bối rối, nó không phân biệt được đâu mẹ ruột đâu mẹ nuôi, rồi nó kiểu mà nó nghỉ học rồi sao? Rồi sao con dê không kiện bà? Con mình bà biết có con thôi hả? Người ta không biết có con hả? Trời ơi, đừng có tỏ cái vẻ mà trịnh thượng trịch thượng đó, rồi cái xong rồi hả, làm như mình là má thiên hạ vậy, ai mà nói tới mình cái tôi kiện tôi thưa. Bà bớt cái miệng bà lại đi, bà làm như là có mình bà làm. Trời ơi, nếu như bà muốn có một cái uy quyền kinh khủng á, tôi cấm người này cấm người kia, cấm không có được đụng vô. Vũ Le là nghệ sĩ ưu tú, tôi cấm không được đụng vô đó má ơi. Nó nghe nè, muốn đưa ra cái cấm đó, má đi qua Trung Quốc á, má đi qua Trung Quốc á, má làm Võ Tắc Thiên ở bển đó, làm vua. Võ Tắc Thiên là vua đó, là vua duy nhất đó, vua duy nhất của Trung Quốc á, nữ vua duy nhất của Trung Quốc đó. Bà đi qua bển bà làm Võ Tắc Thiên, cái là bà ra bà cắm một cái là ok la liền, bà thi hành liền luôn. Cắm là nghệ sĩ ưu tú, cắm nghệ sĩ ưu tú, được trao được trao hơi trao danh hiệu nên cắm. Không có ưu tú ưu ơ gì hết trơn á, nghề là nghệ sĩ á, không có ưu tú ưu yết gì hết trơn á, miễn nghệ sĩ mà không có đẹp lòng trong công chúng là người ta lên tiếng hết. Là nghệ sĩ mà không giữ hình ảnh đẹp đẽ trong mắt công chúng là người ta lên tiếng hết, chứ không có ưu tú làm gì có cái chuyện mà được ưu tú một cái là bất khả xâm phạm với má. Làm gì có cái chuyện đó hả? Có nhớ chú mà nghệ sĩ ưu tú mà HL14 không? Cũng nghệ sĩ ưu tú đó, nhưng mà khi mà không có được làm công chúng thế này thế kia thì cũng có bị nói, cũng bị nói bị tẩy chay. Mà hình như ngày xưa hình như không biết có bà có nói không thì tôi không biết nha. Đó, cũng nghệ sĩ ưu tú. Nè, nói nghe nè, T1 mà 2, T2 mà 1 đúng không? Thì đưa cái giấy kết hôn ra đi, cái giấy mà chứng minh là mình là phu nhân đó, rồi ra gặp T2 mà 1, T1 mà 2. Mà bây giờ ví dụ như mình nói là chuyện của Vũ Le là chuyện của má đó thì ấy đi, thì mình trả 200 đô. Trời ơi là trời. Rồi thêm nữa là bà kêu là chị Bích Trâm, cái nết của chị Bích Trâm là nhảy dựng lên. Trong khi đó đó, cái lúc mà chị Bích Trâm đưa tiền đó, bà đâu có đó. Trong cái lúc mà chị Bích Trâm đưa tiền, bà không có ở đó. Lúc đó bà đi đâu tôi không biết. Lúc đó là không có bà. Lúc đó là bà đang đi đâu không biết. Lúc đó bà đi đâu, bà đi với ai thì tôi không có biết. Nhưng mà lúc đó là không có bà. Thì tại sao bà biết cái nết của chị Bích Trâm? Mà cái nết của chị Bích Trâm bằng cái nết của bà không? Cái nết của ai mới giữ thần hơn? Chưa biết nha, chưa biết ai hơn ai đâu bà ơi. Bà làm như bà đoan trang, bà hiền dịu lắm vậy. Bà kêu cái nết của con Trâm, cái nết của con Trâm.
Trời ơi, cái lúc đó chị Trâm đang ngồi ăn với gia đình, đang ngồi ăn thì làm sao mà nhảy dựng lên. Chị Trâm bà đâu có bị cái gì đâu, bà đâu có bị mà khó ăn khó ở gì đâu, mà tự nhiên bà nhảy lên. Bà nhảy lên ở đâu lúc đó thì bà móc ra bà đưa cho ổng, thì ổng không lấy, ổng ủa là ổng lấy cái rẹt, cái là bà chưa kịp thể hiện cái nết nữa. Cái lúc đó là chị Bích Trâm cũng chưa chưa thể kịp mà thể hiện cái nết nữa là đã bị bay mất tiêu 200 đô rồi, thì đâu có kịp nhảy lên nữa. Cái bà kêu là đàn ông cho nên không có từ chối được. Đàn ông là càng từ chối dễ đó má. Đàn ông ga lăng là người ta thấy tiền một cái là người ta hất ra liền, người ta hất ra liền, người ta bỏ đi liền. Còn ví dụ như chị em phụ nữ tụi mình là chị em phụ nữ của mấy người á, thì ví dụ như cũng yếu lòng, ví dụ như là chị ơi chị lấy đi, không lấy em ngại lắm đâu, thì phụ nữ thường hay yếu lòng hơn, thường kiểu mà không có quyết đoán bằng đàn ông. Đàn ông thì người ta có sự dứt khoát, có một cái sự mạnh mẽ, ví dụ như người ta không nhận một cái, người ta ga lăng cái là người ta từ chối liền. Còn nhiều khi phụ nữ hơi bị yếu lòng hơn thì sẽ dễ nhận hơn. Còn anh là đàn ông, anh không có từ chối được. Trời ơi, má ơi má, ai cũng biết ổng đàn ông hết trơn á má. Má khỏi cần PA, má khỏi cần la làng lên cần khẳng định là đàn ông đàn an nghĩa chân. Ai nhìn vô cũng biết ảnh là đàn ông, ai cũng biết ảnh là đàn ông. Bà khỏi cần đàn ông đàn an nghĩa chân á má ơi. Ta nhìn vô là ta biết liền hà, ta nhìn vô sao ta biết liền hà bà. Bà khỏi cần hả qua ấy, bà khỏi cần bà lên rồi bà đàn ông đàn an rồi, ai cũng biết hết trơn á. Cả thế giới này ai cũng biết ảnh là đàn ông hết. Không biết có bà biết hay không thì tôi không biết, nhưng mà cả thế giới này ai nhìn vô cũng biết. Riêng bà là không biết, bà biết hay không thì tôi không biết, nhưng mà ai nhìn vô cũng biết ảnh là đàn ông. Cho nên bà đừng có nói cái câu là đàn ông, ảnh là đàn ông, ảnh là đàn ông, ảnh không có nhận đờ, khó từ chối, không có khó má. Dễ ẹt ha, dễ ẹt ha. Ra lăng cái thấy người ta đương cái là ta hấp ra, cái ta bỏ đi, cái là ai nhét gì vô được. Trời ơi là trời, đàn ông đàn an rồi nghe mắc mệt. Mà tôi nói cho bà nghe nè, cái lúc đó không có bà, cái lúc đó không có bà ở đó thì tại sao bà biết là cái nết của chị Bích Trâm nhảy vô? Cái lúc đó không có bà ngồi đó thì tại sao bà biết chị Bích Trâm nhảy dựng lên? Hay là cái anh nghệ sĩ ưu tú đó kể lại cho bà? Hay là cái anh nghệ sĩ ưu tú đó kể lại cho bà? Vậy thì cái anh có nhiều chuyện quá không? Lúc đó không có bà sao bà nắm được hết mọi thứ vậy? Bà nắm được hết mọi thứ vậy hả? Vậy thì ảnh có kể lại cho bà không? Giống như cái cách mà đã từng kể lại với cái bà mà Hoa hậu Bảy Màu bị ghi âm lại đó. Vậy thì ảnh kín đáo dữ chưa? Ảnh đàn ông dữ chưa? Đàn ông là không có đi nhiều chuyện gái ơi, nó nho nha. Đàn ông không có đi nhiều chuyện kiểu đó. Đàn ông không có đi kể lại em ơi lúc đó chuyện anh đưa cho ổng trăm đưa anh đẩy anh hất lại hả? Trời ơi, nên bây giờ đó bà nói vậy tôi mới nói cho bà nghe đó, là đàn ông không có đi kể, không có đi kể cái đó lại với bà nếu như không kể sao bà biết, đúng không? Đúng không? Không kể thì làm sao bà biết? Không kể thì làm sao bà biết? Bà nói tôi nghe. Bà nói tôi nghe coi. Nếu như không kể thì làm sao bà biết? Mà nếu như kể là hơi bị ấy á nha, nghệ sĩ là vậy hơi nhiều chuyện. Cái này nói thiệt, cái này buồn tôi chịu. Cho nên là bây giờ bà đó là bà quá giàu rồi, bà đòi nghỉ hưu nghỉ ơ rồi đó, thôi đây quá giàu rồi, trả 200 đô đi gái, trả 200 đô đi là im chuyện. Bây giờ bên bà thì bên bà không có nói, không có đòi, bên bà không có ai đòi chứ. Còn bên đây đòi, bên đây ta đòi, ta nói ta đòi, ta nhận ta đòi má, nhận trách nhiệm cao như vậy đó. Chị Bích Trâm nói thẳng luôn là nếu trả sẽ nhận, nếu trả sẽ nhận, ta nói thẳng luôn như vậy rồi mà không có chịu. Trời ơi, không có chịu, không có chịu. Ồ, sao kỳ vậy? Sao mà 200 đô, có 200 đô thôi mà. Trời ơi, 200 đô nó rất là nhỏ bé luôn á. Nó rất là nhỏ bé luôn. Cho nên là nên trả lại cho chị Bích Trâm 200 đô đi. Chứ tôi thấy nhận 200 đô đó cũng kỳ nha. 200 đô đó mà trời ơi, có 200 đô mà. Á ơi, 200 đô có bao nhiêu đâu để tôi đếm cái này đủ 200 đô không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái này được 1 triệu nè. Hay là để tôi phụ bà, để tôi phụ bà cho bà trả 4 triệu đi, tôi phụ bà thêm 1 triệu nè má. Cho nó xong đi bà. Nha, chị La Le. Bây giờ là tôi có 1 triệu.
tôi phụ bà cho, bà trả 4 triệu tôi trả 5, tôi chơi tôi hùng vô 1 triệu 5 triệu trả cho người ta đi bè, trả cho xong đi má, để mà bà vì chỉ bên chăm bà lên bà nói hoài cũng kỳ đó bà ơi nha. Tôi không có tiền, tôi không có giàu bằng bà, tôi không có kiểu giàu có, nhưng mà tôi sẽ phụ bà 1 triệu, bà 4 triệu tôi 1 triệu, hai chị em mình san sẻ cho nhau giống như kiểu mà chia sẻ cho nhau, tôi phụ bà. Trời ơi, một mình bà thì nhiều khi bà không ấy chứ, bây giờ tôi phụ bà làm đi, tôi phụ bà 1 triệu. Bà hở cái bà mở miệng, bánh tét có về Việt Nam không, chị mua dí. Người ta tự mua được má, má khỏi đi má. Má hở cái mua cho người này, mua cho người kia, tét có về không, mua dí cho tép. Chị Phương Anh không có cần. Cái gì á, về đi ta cho 10 tỷ, cho 10 tỷ, cho này hở cái 10 tỷ, gọi bộ phim 30 tỷ rồi sao rồi. Bộ phim 30 tỷ sao rồi, sao không làm đi. Mà nói tới cái vụ bộ phim 30 tỷ nè, cái ngày đó bà kêu mấy ngày đó bà đi gặp đạo diễn để bàn. Cái ngày đó đi gặp đạo diễn để bàn. Mà hôm qua đó chị Bích Trâm live stream, chị Bích Trâm nói cái đạo diễn mà bà nói đó có quen với chị Bích Trâm. Chị Bích Trâm gọi điện lên hỏi, ổng nói trời có đâu, có gặp gì đâu, có nghe nói gì đâu. Là sao? Hay là trùng tên? Hay là đạo diễn nó trùng tên mà chứ ghi là nói là gặp đạo diễn đó bàn công việc đồ này nọ đồ âm thầm đồ này nọ đồ. Có xong mà chị Bích Trâm nghe vậy, cái chị Bích Trâm á, đạo diễn đó là chị Bích Trâm quen, tại vì chị Bích Trâm là diễn viên mà. Có xong mà chị Bích Trâm mới gọi cho đạo diễn đó hỏi thử coi là có không, cái ổng nói không biết, không có thấy anh nói gì đâu, thì cũng có nghe nói gì đó nhưng mà thấy chưa có nói gì hết. Thì chắc là trùng tên rồi, chắc là trùng tên đạo diễn rồi, giống như kiểu nhiều đạo diễn nhưng mà tại trùng tên đúng không. Chứ nói cái vụ bộ phim đó đi bàn đó mà trong khi đó anh ta hả, cái đạo diễn mà chị Bích Trâm gọi điện đó nói không biết, chắc trùng tên he hả. Cái làm phim 30 tỷ, làm phim 30 tỷ, trời ơi là trời, mua nhà cổ phần. Thôi đi, bớt cái miệng lại, bớt cái cho, hứa cho rồi đi. Hở cái gì á, cho dí, cho tiền, cho mua dí rồi đi nọ. Thôi đi mẹ, người ta muốn về Việt Nam, ta tự mua được má. Khỏi có về đi mua dí. Thôi đi, khỏi có làm cái giọng đó. Bây giờ khỏi mua vé mua vậy chứ. Bây giờ trả 200 đô cho ta đi. Trả 200 đô cho chị Bích Trâm đi. Nói ra bao em gái đâu mà đi ra ngoài đó là sao không bao. Trời ơi là trời, bữa nay hả trang báo đưa lên là đính hôn kết hôn gì, trời ơi là trời, kết hôn đính hôn rồi mắc cỡ. Cái lúc mà ảnh cầu hôn tôi mắc cỡ, tôi không dám chia sẻ. Bà mà mắc cỡ quá he rồi, bà mắc cỡ dữ chưa, chứ sao mà ôm hung ở ngoài đường như vậy không mắc cỡ, lên sân khấu mà ôm như vậy không mắc cỡ, mà cái vụ đính hôn là nó tự hào, mình được đính hôn mình phải tự hào chứ, mình phải vui, mình phải hạnh phúc chứ, mắc gì mắc cỡ. Trời ơi, mình được người ta kết hôn, người ta lấy mình là một cái điều rất là tự hào, rất là thiêng liêng, làm gì mắc cỡ. Nếu như mắc cỡ là đi ra ngoài đường á, là không có ôm hung đồ ngoài đường, ở sân bay đâu rồi được người ta bị ghi lại, bị ai kiếp tự ghi lại như vậy thì không mắc cỡ. Tự dưng đến hôn mắc cỡ, làm gì mắc cỡ, làm như là lần đầu vậy. Ví dụ như trong trường hợp mình mới có 16, 17, 18 tuổi, mình mới lớn lên mà tự dưng mình ai mà cưới ai kết hôn đính hôn cầu hôn mình thì mình mắc cỡ. Còn này mình cũng lớn rồi, mình nói mình trung niên trung ngơ gì rồi, đâu có gì đâu mắc cỡ. Trời ơi mắc cỡ rồi sao mà mắc cỡ rồi lấy làm chi. Tôi mắc cỡ cho nên tôi không có chia sẻ. Trời ơi là trời, thấy mắc mệt không, tôi thấy mắc mệt chứ không có mắc cỡ nha, thấy mắc mệt chứ không mắc cỡ nha, thấy kỳ á. Rồi thêm nữa, muốn kiện muốn cáo sợ con tôi ảnh hưởng học không được. Nói nghe nè gái, tự kiện mình luôn, tôi đề nghị bà tự kiện chính bà tự kiện chính bà luôn, bà tự viết cái đơn bà tự kiện bà luôn á. Tại vì bà biết sao không, bà kiểu bà đi ra ngoài đường đó, rồi xong rồi bà ôm rồi hung ngoài đường, rồi bà đăng lên như vậy đó, rồi con bà nó nhìn thấy rồi nó cũng kỳ, cũng buồn đó. Nhiều khi nó thấy gì nó học không được đó má. Giống như bản thân tôi nha, tôi mà thấy má tôi mà kiểu mà đi ra ngoài đường mà ôm ai đó rồi hung ở ngoài đường đồng như vậy đó là tôi bỏ nhà đi. Nếu như tôi nha, là tôi bỏ nhà đi.
tôi đâu có chấp nhận hình ảnh một cái người mẹ của tôi mà đi ra ngoài đường rồi ôm ôm rồi hung hung rồi rồi ấy ấy ở ngoài đường ngoài xá đồ như vậy, thì tại sao cái lúc đó con bà nó không buồn? Rồi ví dụ như nó đi vô trường, bà đổi thừa cái gì bà cũng đổi thừa, cho đi vô trường mà bạn bạn bè nói con tôi như vậy, bạn bè nói con tôi như vậy, rồi cái vụ đó đó, rồi ví dụ như bà con bà đi học đi, rồi mấy đứa bạn đó ôi trời tao nãy mới thấy ai đăng mẹ mẹ mày lên đó, rồi ôm hung với ai đó rồi đó, rồi con bà lúc đó nó không buồn hả? Sao kỳ vậy? Nó cũng 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 có sao kỳ vậy má? Như vậy là bà cũng làm con bà buồn đó, cho nên bà tự kiện chính mình luôn đi bà. Tự viết đơn tự kiện mình luôn, tự kiện là tôi đăng hình lên rồi làm cho con tôi buồn như vậy, tôi tự kiện chính tôi luôn đó. Rồi bà tự là ra toàn là bà tự biên tự diễn bà làm hết. Bị đơn nguyên đơn gì đó là bà hết. Tự kiện chính mình đi. Hồi xưa giờ là có ở bên Mỹ có người tự kiện cha mẹ là tại vì đẻ ra cho nên là kiện cha mẹ, rồi bây giờ là bà ở Việt Nam bà làm cái vụ án này lên cái là bà chấn động liền, bà hot liền luôn. Là bà tự kiện chính mình. Bà viết đơn bà tự kiện chính mình luôn là tại vì tôi đăng tôi ấy như vậy rồi con tôi buồn rồi tôi tự kiện luôn, bà làm đi. Sau lúc đó không mắc cỡ, mắc cỡ nó mắc cỡ là đi ra ngoài đường mà vậy 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 đó thì mới mắc cỡ, còn cái chuyện mà kết hôn đính hôn người ta cầu hôn mình là chuyện rất là bình thường, không có mắc cỡ, chuyện đó là rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, đó là một cái cảm giác rất là hạnh phúc. Tại vì bây giờ mình sinh rồi môn, mình độc thân thì người ta cầu hôn mình là chuyện bình thường, có gì đâu mắc cỡ, phải chi mình đang có chồng mà người ta cầu hôn mình thì mới mắc cỡ. Còn bây giờ mình đang bình thường, mình đang ở lón lì đó, cho nên là ta cầu hôn, ta kết hôn với mình là chuyện bình thường, chuyện vui vẻ chứ có gì đâu mắc cỡ má, nếu mắc cỡ sao mình lấy chồng được bà nội. Mà phải chi mình mới lớn mình ấy đâu thì mắc cỡ, con cái này trời ơi mình đã cũng đã trải qua bao nhiêu mà thăng trầm trong cuộc sống rồi thì có gì đâu mắc cỡ má. Trời ví dụ như bây giờ tôi nè nói ai mà kết hôn tôi, ai cầu hôn tôi bình thường, tôi không có mắc cỡ với dân á mẹ. Trời ơi tôi 8 đời chồng rồi nè, tôi là 8 đời chồng kinh nghiệm nha, tôi chia sẻ kinh nghiệm cho bà, kinh nghiệm của một người đã từng có 8 đời chồng. Hãy ngày hôm nay tôi là bình thường, cái chuyện mà chồng nhiều chồng là tôi là hồi trước giờ tôi không có chia sẻ, tại vì đó là chuyện cá nhân, chuyện riêng tư, tôi chưa bao giờ chia sẻ hết, tôi chưa bao giờ công bố về cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay đó là dì bà đó mà tôi sẽ nói về cái tôi sẽ chia sẻ cho bà là tôi là một người 8 đời chồng, nhưng mà tôi không có mắc cỡ gì chân á má ơi. Trời ơi ai mà cầu hôn tôi một cái là tôi ok liền, chỉ cần mở miệng ra chỉ cần mà kiểu mà mới mở miệng ra mà chỉ cần nói anh cầu hôn em một cái là gì á, you are marry me gì đó, là vừa mới có you are thôi cái là tôi ok liền, tôi phóng vô liền, tôi không có cần phải đợi hết câu gì chân, vừa cái you are marry me gì đó cái là you are một cái là tôi phóng vô liền, tôi ok liền, khỏi cần gì chứ không có mắc cỡ. Trời ơi, không có cần mắc cỡ mắc ơi chứ má ơi, người ta kết hôn mình ta cầu hôn mình làm gì mắc cỡ. Quan trọng là bà biết là sao không? Khi mà người ta cầu hôn mình đó, mình phải nhìn coi. Lúc mà người ta rút cái chiếc nhẫn ra đó mình phải coi. Thay vì cái lúc đó mình mắc cỡ rồi con mắt liêm nhiêm rồi không có nhìn kỹ đó là sai lầm rồi má. Hãy nghe kinh nghiệm của một người đã 8 đời chồng như tôi nè. Cái lúc người ta cầu hôn bà đó, người ta lấy cái chiếc đó ra phải không? Người ta vậy nè. Người ta mở ra gì nè má, người ta mở ra thì thay vì mắc cỡ lần liêm nhiêm đó không có được má. Lúc đó bà phải mở to mắt ra, bà bóc vô cái viên đó, cái chiếc nhẫn đó. Bà coi thiệt hay giả má ơi, mắc cỡ mắc ơ cái gì. Cái lúc đó là hả, người ta mở con mắt to ra, không có mắc cỡ mắc ơ gì chân á. Người ta mở mắt to ra, người ta coi thử coi cái đó là học thiệt hay học giả má. Mắc cỡ mắc ơ cái gì. Trời ơi là trời, bà nên học tôi nè. Có thể là tôi nhỏ tuổi hơn bà nhưng mà tôi nhiều chồng hơn bà. Tôi là một cái người mà có 8 đời chồng, cho nên cái kinh nghiệm mà về mà cái vụ mà hôn nhân gia đình là tôi là coi như là thiên hạ vô địch đó, độc cô cậu bại đó, độc nhất vô nhị đó. Cái lúc đó không có mắc cỡ gái ơi, lúc đó là kiểu mà người ta tư rưa ra cái xong mình mở ra mình chụp liền, mình coi thấy nó có long lanh lóng lánh đồ hôn. Và ví dụ như bà mà muốn mà ok hơn là bà phải có một cái dụng cụ mà để thử đó, bà xôi coi cái hộp đó là hộp thiệt hay hộp giả, rồi bà hỏi thay vì mắc cỡ ngại ngùng nghe thẹn với chân má, hỏi bao nhiêu ly cho tôi, hỏi bao nhiêu ly, nước nào, nước e hay nước gì, rồi cái độ sạch bao nhiêu, rồi học rồi kiểu mà nước rồi có giấy tờ đồ hơi không,
đó, mình phải kiểm tra cái đó, mấy cái đó quan trọng lắm gái ơi ha, mấy cái đó quan trọng lắm. Tại vì cái chiếc mà kim cương đồ này nọ đó, mình ví dụ như lỡ mà có một cái vấn đề gì là không có đòi được, cái đó là đã tặng cho mình rồi là không có đòi ai mình đòi được hết trơn á má. Kim cương đồ là không có đòi, ở bên Mỹ nha, ví dụ như kim cương nha mà có ly hôn là không có chia. Ở bên Mỹ tôi nghe nói á, không biết đúng không, ai bên Mỹ xác nhận giùm chí cảnh nha, nghe nói là cái vụ mà kim cương á là đã đeo vô phụ nữ rồi mà có ly hôn ly ơ là cái gì cũng chia hết, nhà chia xe chia cái gì cũng chia hết, nhưng mà kim cương là không có chia là cho. Thì mình phải kiểm tra cho kỹ coi cái chiếc đó là chiếc gì, kim cương hay là vàng, ví dụ như vàng cũng phải coi vàng thiệt hay vàng giả, nó bây giờ trà trộn nhiều lắm, phải coi vàng thiệt hay vàng giả rồi coi bao nhiêu chỉ bao nhiêu phân, bây giờ vàng lên giá lắm gái ơi, mình phải kiểm tra cho nó kỹ, mình phải kiểu mà kỹ lưỡng chứ. Ví dụ như mình không kiểm tra mình sơ ý rồi mình để ra thời gian rồi nó rỉ sét nó ra tan là sao má. Cho nên nó là đây là cái chia sẻ kinh nghiệm của một người đã từng 8 đời chồng, mà trong khi đó là 8 đời chồng chính thức đó nha má, 8 đời chồng mà coi như là có 8 đời chồng chính thức đó, còn những cái đời chồng mà lướt qua đó là không có nhớ. Những cái đời chồng mà kiểu mà trời, có nhiều người tôi chưa lấy nó tôi ly dị rồi, có nhiều người tôi chưa lấy nó tôi đã ly dị rồi, còn 8 đời chồng đó là kiểu mà 8 đời chồng đó là có một cái dấu ấn đó là 8 đó. Còn những cái râu ria đồ ở bên ngoài đồ mà kiểu mà lướt qua đời nhau đồ này nọ đồ đó là trời ơi là 800 lần. Ủa 800 đời chứ không phải 8 đời đâu, 8 đời là chính thức đó nha mẹ. Cho nên là đây là kinh nghiệm nè, có không mắc cỡ đúng không, mắc cỡ kiểu mà e thẹn, bà là một người ít trải cái tình trường đúng không, cho nên bà mắc cỡ. Vậy thì liên hệ với tôi chia sẻ cho, trời ơi không có gì mắc cỡ mắc ơi với chân má tôi nè. Kỹ năng nha, skill á, gọi là skill á bác, skill đó là chùm. Tôi là coi như là tôi sẽ mở những cái khóa skill, mình những cái khóa mà nâng cao chứ không phải là cơ bản nữa nha. Cho nên là tôi là coi như là rất là giỏi giỏi rất là giỏi luôn á, giỏi kinh khủng luôn đó. Cho nên là cái vụ mà mắc cỡ đó để kể cho nghe như vậy đó, tư vấn cho rõ ràng như vậy, lần sau không có mắc cỡ mắc ơi gì chân á má ơi, không có mắc cỡ mắc ơi gì chân á. Mình người ta cầu hôn mình là rất là vui vẻ, rất là thiên riêng, ở đó mắc cỡ mắc ơi cái gì, có cái gì mà mắc cỡ là đi ra ngoài sân bay sân ơ rồi mà mình ôm ôm hung hung rồi để cho người ta đã chụp hình rồi người ta đăng lên như vậy rồi mình mới mắc cỡ, rồi con mình nó có nhìn thấy như vậy nó cũng không vui nữa. Tôi nói thiệt luôn đó, sao mà nó vui được, không thể nào mà vui được hết trơn á. Bà tự suy nghĩ lại coi nó có thật sự vui hay không. Cho nên là thay vì bà kiện chị đi đúng không, thay vì bà nói bà kiện chị đi để mà ảnh hưởng tới tới con bà đó, bà tự kiện chính mình, tự kiện chính mình là ok, là tự kiện luôn, mình về mình tự viết đơn tự kiện mình, tại vì tôi cho nên con tôi mắc cỡ, con tôi khó chịu, con tôi học không được gì đó, rồi tôi tự kiện tôi đó gì đó. Lên thì nói chị đi không 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 đi khách sạn 5 sao không biết đồ này nọ đồ, trời ơi là trời, cũng cái nết xem thường người ta, cái nết quá trời quá đất. Cho nên là chiếc mọi người ơi, bây giờ là chiếc cảnh không có Facebook để xài luôn mọi người, có lập ra bài hết luôn á mọi người, rất là buồn luôn á. Cho nên là thôi bây giờ mọi người tập trung vào YouTube nha, tập trung YouTube đi, chứ bây giờ Facebook chán quá trời luôn á, bài hết cái này tới cái kia. Mọi người ủng hộ